tuổi rồi? Mấy? 3 tuổi hả? Tuổi con gì? Tuổi trâu. À, hay vậy ta. Phải tuổi con trâu vậy dạ. Ghê ta, tuổi con trâu luôn. Con lo cho bà nội nè.
bà nội đi đâu bà nội cũng nhớ con hết trơn, bà nội cũng mua đồ chơi về cho con, đúng không? Thì mỗi ngày con phải điện thoại cho bà nội nghe không? Dạ. Còn nếu mà con không qua thăm bà nội thì con điện thoại cho bà nội, mà còn buổi chiều nào con muốn qua thăm bà nội con lấy xe đạp con chạy qua bà nội nghe không? Để bà nội mua. Ok. 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 Giỏi quá trời luôn rồi. Nay mấy tuổi rồi? Mấy? 3 tuổi hả? Tuổi con gì? Trâu. Hay vậy ta. Hay tuổi con trâu vậy? Dạ. Ghê ta, tuổi con trâu luôn. Giỏi quá vậy. Con trâu là ăn cái gì? Ăn rau. À con trâu ăn rau. Còn bữa nay là hồi nãy giờ con đi đâu vậy? Con có đi con đi shopping đó phải không? Không. Chứ con đi đâu? Con lại đi đeo siêu thị mà. À, con nói với bà nội con đi siêu thị mà đúng không? Từ đến con đi siêu thị mà. Hồi nào? Ba con đi siêu thị đó, cái tối rồi chơi với mẹ. À, hôm qua ba chở con đi siêu thị. Trời ơi, nói quá trời nói luôn kìa ông Dũng ơi. Ông Dũng ơi, bây giờ nói như chim vậy đó, nói quá trời nói luôn. Vậy hả? Ờ. Đâu? Chim sáo nói sao? À, tôi Dũng nói chứ. Chim sáo nói sao? Ai đây, ông gì đây? Ông Dũng. Chim sáo sao đó? Chim sáo nói sao đó? Nói như chim mà. Chim sáo nói sao? Rồi, con chim tô hú nói sao? Con công nói sao? Giống nhau vậy. Con có thương ông Dũng không? Mình nó gặp Dũng nó cũng kêu ông Dũng luôn nữa. Trời đất ơi, ông kia Dũng, Tuấn Dũng cũng kêu ông Dũng. Vậy hả? Mới còn hồi nãy con có cảm ơn chú Dũng chưa? Đồ chơi đó, đồ chơi Doraemon đó. Chú Dũng kia kìa, con này là khác con. Hồi nãy con có cảm ơn chú Dũng chưa? Con cảm ơn chú Dũng chưa? À, cảm ơn chú Dũng rồi mà hôm bữa bà nội chú Dũng là cái gì của cô Ba Lộc? Là vợ. Rồi. Chú Dũng là vợ của cô Ba Lộc, là chồng. Là chồng. Bà nội cưng quá à. Bà nội cưng em quá à. Nhớ nghe không? Cái này là chồng. À, nhớ bà nội dặn nghe chưa? Mỗi ngày điện thoại hỏi thăm bà nội nhớ không? Rồi con chào ông bà cô chú đi. Con chào ông bà cô. Subscribe kênh bà nội con. Dạ con, bà nội con. Lê Giang official. I love you forever. I love you forever. Cho Việt Nam. Cho Việt Nam bất tài heo, bất tài heo. Bye bye mọi người.